Tuổi thơ cơ cực bần cùng thiếu thốn phải lên núi cắt cỏ, hái sim, nằm trong rừng đốn củi để đổi lấy gạo, trở thành bà trùm trong làng làm đẹp, sắm siêu xe vài trăm tỷ tại Việt Nam, sinh năm 1975 tại Hà Tĩnh. Bố mất khi chỉ 11 tuổi, học chưa hết cấp 2, cuộc sống khổ sở quyết xa nhà khăn gói vào thành phố Hồ Chí Minh. Làm công nhân giày da vài tháng bị thất nghiệp, bà chuyển sang phụ bưng bê quán lẩu dê 3 tháng được 900.000, bà xin được học làm tóc 3 ngày. Đêm bán hột vịt lộn vỉa hè, sau 6 tháng siêng năng cần cù chăm từ thợ phụ được cất nhắc lên thợ chính, thời gian làm việc chăm chỉ có được kinh nghiệm tay nghề và chút vốn. Năm 2007 lập nên Miley Sa từ một tiệm tóc nhỏ tại Phú Nhuận, quyết tâm vượt cảnh nghèo khó, bằng sự thông minh nhạy bén, biết nắm bắt cơ hội, bà biến Miley Sa trở thành một tên tuổi top đầu trong làng làm đẹp Việt. Hiện Miley Sa có 15 chi nhánh hiện đại, đẳng cấp trải dài khắp cả nước, là một trong thương hiệu nổi tiếng nhất châu Á, bà đã thực hiện hàng trăm chương trình thiện nguyện, xây đài tưởng niệm liệt sĩ, xây 9 căn nhà tình thương, tặng máy chạy thận.